Hello cả nhà, tối nay em sẽ cho cả nhà coi cái cách làm hybrid gel. Mấy tuần nay thì mình cứ làm bột rồi làm dipping để mà support cho mấy anh chị làm chuyên về bột và dipping. Thì 2 tuần nay là em chưa có làm video nào của hybrid gel hết, nên tối nay mình sẽ quay lại cái hybrid gel để cho mấy anh chị nào đã có sản phẩm trong tiệm thì mình cũng tránh được những cái vấn đề của hybrid hay bị. Mà nếu mà làm theo những cái cách em chỉ á, thì đa phần là khoảng 2-3 tuần khách quay lại đều không bị vấn đề. Và ngay cả feel cũng vậy, thì hôm nay em sẽ stock tay cô này là full set để tuần sau mình có cái móng để mà mình làm feel cho mấy anh chị coi ha. Và đây em đang xài mood chain nè, cái màu này mê quá trời mê luôn á. Mới vừa có hàng lại cho nên đem lên đây khoe liền. Đó, rồi bây giờ em sẽ nhúng cho mấy anh chị coi nè. Sau khi mà cái móng của cô này ở trong đây là móng tay cổ thiệt cho nên nó nóng thì nó màu lợt, ra đây nó lạnh thì nó màu đậm. Còn nếu mà nhúng nguyên bàn tay vô nước này là nước lạnh, nhúng nguyên bàn tay vào nước lạnh thì nó sẽ đậm lên nguyên móng luôn. Quay qua nhúng nguyên bàn tay vào nước ấm, tell me if it's too hot, nope, thì nó sẽ lợt đi hết. Còn chế độ bình thường của nó thì mấy anh chị đợi tí xíu nó sẽ ra, nó giống như là nó giống như là ombre vậy đó. Dễ thương không? Gắn hộp hình cái nơ nữa nè. Excuse me. Trời ơi, lần nào mà chuẩn bị làm like là bị ác xì liên tục vậy đó, không biết tại sao nữa. Rồi bắt đầu bây giờ mình sẽ làm ha. Và nhớ là tối nay thì em sẽ làm hybrid gel nhé. Ngưng làm bột 1 tuần. Mới vừa làm dip 2 ngày qua liên tục là toàn là làm dip không à. Cho nên là thôi support khách làm hybrid. Excuse me. Trời ơi, có ai đang nhắc gì em không đó sao tự nhiên chuẩn bị tới làm live mày ác xì liên tục vậy. Rồi nói chơi thôi, trước khi bắt đầu thì mấy anh chị vui lòng share video giúp cho em ha. Hôm nay thì mình sẽ làm một cái tương đối nó hơi mới, nó hơi lạ tí xíu. Ở bình thường thì nó sẽ ombre giống vậy này, nhìn nó rất là đẹp ha. Ok, để làm hybrid gel thì trước tiên là em cũng đẩy da của người ta ngược lại, đẩy cái cuticle của người ta bằng cái cây cuticle pusher. Và sau đó đó thì mình sẽ dùng máy để mà mình chạy bình thường. Thì cái hybrid gel này nó dành cho những cái tiệm nào mà về natural nail, chuyên về natural nail, hoặc là muốn build cái tiệm của mình không có acrylic, không có bột á, cho nó tránh cái trường hợp mà hôi trong tiệm á, thì mình xài cái hybrid được. Mình làm móng dài chắc, nó chắc như bột vậy đó. Rồi. Rồi. Mình cũng giũa, làm cái gì cũng vậy thì mình cũng phải giũa móng cho nó sạch cái da chết trước khi mà mình làm hybrid hoặc là trước khi mình làm bột, thì cái cách làm nó giống nhau, đều phải giũa móng cho sạch trước ha. Và sau đó bắt đầu mình sẽ chuẩn bị gắn móng, gắn móng thiếp lên. Và em cần một cái móng số này là số 9. Và hôm nay cũng có mấy chị hỏi em á, tại sao cái móng này nó cong quá, thì cái cách gắn nó làm sao, giũa làm sao. Thì tối nay sẵn đây thì em chỉ luôn cái móng này nó cong, nhưng mà mình phải giũa một tí xíu ở bên hông thôi, thì nó sẽ ra cho mình cái form móng nó đẹp hơn. Em chỉnh camera xuống đây chút để cho mọi người nhìn dễ. Anh chị nào mà thấy không được thì nói giúp em ha. Có anh chị nào trên live đang có cái hybrid gel này trong tiệm không? Nên tính tiền sao cho nó hợp lý hả?
Thường á em tính tiền bộ này là, để em coi, trên móng thiệt ngắn không á, em nhớ không lầm là em tính, tiệm em tính 45 đồng hay là, dạ 45 đồng, nó bằng với giá deep pin á. Rồi nếu mà móng dài ra thêm á, thì mình sẽ tính mắc hơn. Gắn tiếp vào thì mình tính 5 đồng. Có shape coffin hay là shape nhọn thì mình sẽ tính thêm 5 đồng nữa, tùy theo cái độ dài nữa. Rồi nếu mà móng dài cái này thì mình tính mắc hơn. Thì cái tiệm mình nếu mà mình build theo kiểu mà không có mùi á, và những cái khách mà đeo móng dài đa phần là những khách trẻ, thì họ cũng sẽ chịu chi giống như là khách đeo bột mà chịu làm design á. Nhưng mà cái cách làm thì nó dễ hơn nhiều. Với lại cái này thì mấy anh chị em nghĩ cũng sẽ dễ kiếm thợ hơn. Thì cái này không có cần phải kỹ thuật cao quá, mình cũng biết giũa xếp đồ này kia, và nó dễ hơn cho thợ mới hay cũ gì tập đều cũng được hết. Rồi mình đo cái size của nó cho nó vừa ha. Sao cái ngón út của nó tự nhiên nó ngắn ngủn vậy? Rồi. Mình đo hai bên cho nó đều với nhau. Rồi, đây là cái móng echelon của mình. À, đúng rồi. Khi mà mình gắn xong á, mấy anh chị thấy là hai bên nó cong lắm. Hai bên này nó cong theo chữ C vậy luôn nè. Thì nhiều chị hỏi em nó cong vậy rồi đắp nó bè quá rồi sao? Thì nếu mà mình muốn cái coffin nail mà nó ốm á, thì mình sẽ dùng kéo mình cắt hai bên này giùm em cái ha. Bên trái bên cái, bên phải bên cái. Cho nó mất đi hai, gọi là hai cái cánh hai bên á. Có hai cái cánh nhỏ này lại. Hiện giờ mình tính bằng UV gel 55 nhưng thấy làm lâu hơn đó. À, lâu hơn UV hả chị? Nó phải nhanh hơn mới đúng chứ. Để tí xíu để em chia sẻ cái cách làm của em cho mấy anh chị coi. Nếu mà mình làm quen á, mình để lên mình sẽ làm nhanh hơn UV rất là nhiều. Và với móng ngắn và móng dài thì em thấy nó cũng vậy, nó cũng sẽ nhanh hơn nhiều hơn á. Rồi. Bây giờ em sẽ giũa cái phần chính giữa này cho nó mỏng xuống ha, chủ yếu là hai cái góc hai bên thôi à. Cái này nó bị thiếu cái glue tí xíu, em sẽ chấm miếng glue lên cái góc cho hai cái móng hai bên này nè, tại vì cái móng này nó dày cho nên hai bên nó hơi cộm, thì khi đó mình chỉ cần giũa hai cái góc xuống thôi. Rồi mình sẽ giũa cái cạnh móng bên này cho cái móng nó ra cái form luôn. Thường á em làm bột, em làm dip, em làm gì cũng vậy, em cũng giũa cái móng cho nó ra cái form trước khi mà em làm hết, để một chút nữa làm xong em đỡ phải giũa, đỡ phải cực. Mình giũa cái úp cái xếp móng cho nó gọn lại tí xíu, và sau đó thì mình sẽ phủi cái bụi đi. Cái này em lỡ làm một cái nó bị bung cái móng này lên. Sao tay chỗ này nó ngắn quá, mình đẩy cái tay sơ nhẹ cái nó bị bung lên, cho nên mình nhỏ keo để mà mình gắn lại. Rồi vậy là xong. Sau khi xong á thì em sẽ buffer tí xíu trên cái mặt móng thôi.
come out really nice and look natural. Thank you, Peter Nguyễn. À, cái này mình làm quen, mình làm trên móng thịt của khách á. Nhìn nó sẽ, nó tự nhiên, nó mỏng lắm. Và sau đó mình có thể mình sơn gel lên. Thì cái đó là cái benefit của cái hybrid gel này nè. Mình sơn gel được và mình feel được bình thường, y chang như bột, không có gì khác hết. Mà khách họ, họ cảm thấy nó nhẹ hơn nhiều so với đeo bột, và mình làm nó cũng đỡ hôi hơn nữa. Rồi. Rồi mấy anh chị chuẩn bị chưa? Ở đây mình sẽ cần có một cái đèn ha. Cái lớp đầu tiên, lớp base thường em sẽ bê bình thường, mà bê gel thì mình sẽ hơ đèn 30 giây thôi. Nhưng mà cái base này thì em sẽ hơ 60 giây luôn. Và cái base này nó có primer and bronzer, cho nên á, làm sometime thì cái tay của khách họ sẽ bị burn. Thì mình cũng chỉ, nó giống y chang như là mấy anh chị làm gel builder đó. Nhiều khi khách burn, mình cũng nói trước, nếu mà họ burn á, lấy tay ra rồi bỏ vào đèn lại một lần nữa thì nó sẽ hết burn thôi. Và khi để base này thì mấy anh chị để hết nguyên móng giúp em luôn ha. Và cái này thì nếu mà dành cho những tiệm mà khách trắng sang thì mình target cái này được. Còn những tiệm mà của khách của mấy khu mix thì cái này nó cũng, cái lượng khách hàng của mấy khu mix cho cái này nó ít lắm. Đa phần em thấy khách mà khu mix thì họ xài bột nhiều hơn. Còn cái này khách sang họ sẽ xài nhiều hơn. Rồi, cheers. Lại thêm một đồ chơi mới. Hai viết kè, dạ đúng rồi. Rick Hà, cái này mình chỉ xài cho đa phần là tiệm không có mùi nhá. Rồi em sẽ cần có một cây cây brush, thì một đầu là bằng cọ và một đầu là bằng metal để mà mình cut cái hybrid gel. Đây, you see the gel tip. The what? The gel tube. No. It's just here. I know. Oh, here. Nó có cái đồ mà chị có thể mua cái đồ mà để chị có thể mua cái đồ mà để đẩy cái kem đánh răng ra đó chị. Thật sự mình cũng chỉ bóp ra vậy, thì khi mà bóp ra, trước đây nó có dạng trong, thí dụ em ví dụ như nano gel đi, thì nó có trong hũ. Nhưng mà cái nào nó cũng có hai mặt hết á. Được cái này thì nó cũng sẽ mất cái kia. Mấy cái dạng trong hũ á thì nó nhiều khi mình làm, mình thấy em làm, cá nhân em làm trong tiệm thì mấy đôi khi nó cũng hơi dơ. Cái hũ mình cứ mở ra mình dít rồi dư đưa sometime thợ lại họ lại bỏ vào thì nó hơi dơ. Cho nên là sau đó em xài cái thúp này nè, nặng ra thì mình control được. Thí dụ da dày, mình thấy móng ngắn thì cái cục phân nửa này là đã được rồi. Tại cái móng này nó dài mà nó còn, móng này nó dài mà nó còn nhọn nữa, cho nên là em cần lấy cái cục tương đối là nhiều. Cô này thì cổ lại là muốn dày, cho nên mình phải lấy cái cục nó dài. Thì mình control bằng cái cách mình bóp ra tới đâu, mình thấy ok bao nhiêu đây là vừa, cut ngang thì nó gọn, nó sạch hơn. Thanh Kiều chị Mai, mình thấy cỡ nào vừa, cut ngang và bỏ lên. Em cũng đang kiếm người khách nào móng ngắn hybrid gel để làm cho mấy anh chị coi nè, mà chưa có khách móng ngắn. Rồi mình sẽ cần một cái chung để mình đựng alcohol nhé. Mình sẽ không có xài bất kỳ một cái ly quịch nào đặc biệt hết á, không có cần ly quịch như bột. Sau mình sẽ xài alcohol 91%. Thì cái này mấy anh chị alcohol 91% mua ở Walmart, Walgreens, ở đâu cũng có hết á. Một bình vậy nó có mấy đồng mà mình xài chắc một bình đó mình xài lâu lắm luôn á, mà có mấy đồng thôi. Với cái tiệm của mình, quan trọng là cái tiệm của mình nó sẽ không có bị hôi. Rồi sau đó thì mình cứ, mình sẽ cần một miếng khăn giấy để mình lót vô đây, tại vì mình sẽ chùi cây cỏ chút xíu thì mình sẽ chùi để cho nó clean, mình không để cây cỏ của mình nó dính cái treo nhiều. Nếu nó dính treo á thì nó sẽ bị
giống như nó bị rít rít, thì cái mặt của mình sẽ không được smooth, cho nên là mình sẽ làm cho cuticle nó nằm xuống, chỉnh cái độ dày cho nó đều như mấy anh chị muốn giùm em. Quan trọng cái phần giữa này nè, thì mình cũng chỉnh từ trái qua phải cho nó đều. Rồi, cái phần giữa của mình chỉnh cái độ dày cho đủ ha. Và sau đó thì mình cứ vuốt thôi, hai bên cho nó ôm vào. Vuốt rất là dễ nè, tại vì nó không có bị khô mà nó cũng không có bị chảy nữa. Nó nằm, đa phần là nó nằm rất là yên cho mình. Mình cứ vuốt từ trái sang phải, mình canh cái độ dày cho nó đều. Xuống đây nếu mình cảm thấy ok, nó bị dư mà mình không cần thì mình khách bỏ. Còn nếu mà mình cảm thấy ok, em cần chút xíu nữa chính giữa cho nó dày lên, mình có thể mình lấy cái phần dư đó mình để lên chính giữa để mà mình vuốt thôi. Tại vì nó không có khô cho nên là mình vuốt lúc nào nó cũng sẽ blend vào nhau hết á. Anh chị thấy nó nhanh không? Rất là dễ. Úp. Cái này mình nghiêng cái bàn tay cho nên nó hơi chảy qua tí xíu. Thì mình đẩy nguyên cái vàng này nè, đẩy nó quay ngược lại. Rồi. Dùng cọ nhúng vào alcohol 91 độ nhé. À, đừng có xài loại 70 độ, 70 độ thì nó không có đủ. 70 độ là đa phần, tại sao này đôi khi mình mua supply thì nó có cái loại 70 độ. Còn mình mua trong cái này mình không có cần xài nhiều, thực sự mình không có cần xài nhiều. Một bình 2 đồng mấy, 3 đồng mình mua trong Walgreens hay Walmart á thì mình cũng đã xài mấy tháng rồi. À, ít nhất thì cũng là tháng. Còn nếu mà mình xài cần xài nhiều nữa thì mấy anh chị mua xem lốc á, nó rẻ hơn. Đấy, mua supply nó có một vài loại 70 độ mà mình không có để ý thì nó sẽ không có work. Cái này nó không có chảy cho nên mình vuốt như nè. Mấy anh chị thấy móng dài mà em còn vuốt nhanh vậy. Móng mà natural nail á, thường làm cho bà khách cỡ 20 phút là đã xong một bộ rồi mấy anh chị. Tới nỗi nhanh quá mà khách họ giật mình luôn. Nhưng mà họ thấy và họ lại thích nữa. Nó không có mùi mà nó lại nhanh cho họ. Tại một số khách lớn tuổi họ vào tiệm sau khi mà làm chân xong là ngồi cũng cả tiếng rồi. Nên kêu mà ngồi lâu nữa người ta cũng không muốn. Lên làm tay mà thấy nhanh mà không mùi. Rồi, chủ yếu là cái cuticle của mình cũng là cái quan trọng nhất ha. Cuticle mình vuốt cho nó nằm sát xuống. Hai bên này bắt đầu vuốt từ từ. Hai bên cho nó ôm gọn vào. Chính giữa. Cái này mình cũng làm y chang như bột vậy. Chính giữa mình vuốt cho nó hơi cao lên tí xíu. Để cho nó ra cái đường cong, cho cái móng của mình nó ôm gọn. Rồi cắt đi. Anh chị thấy không? Mình build cái độ dày của nó vậy nè. Rồi. Cái này nó bị chảy xuống thì mình để đẩy nó lên thôi. Cứ lấy alcohol nhúng vào vuốt đều hai bên cho hai bên nó mỏng. Cái này thì nó không có bị khô cho nên là mình cũng không có cần phải vội quá để sợ, giống như là bột mà mình vuốt không đều tay, không nhanh tay á thì nó khô, mình không có chỉnh được độ dày độ mỏng theo ý mình. Đôi khi mấy người mới thì hơi khó cho họ, nhưng mà cái này thì nó lại dễ luôn, tại vì nó không có khô. Trừ khi nào mình làm xong mình cho hơi đèn. Em thấy có nhiều comment của mấy anh chị mà tại em đang vuốt cái cục này cho nó xong luôn.
rồi nè, khi nó chảy hai bên thì mình vuốt, mình chùi hai bên trước cho nó sạch trước. Nhúng cọ và alcohol giúp em ha. Khi mà mình vuốt mà mình cảm thấy cọ mình rít rồi á, mình vuốt mà mình thấy nó hơi rít rít, nó không có được mướt nữa đó, nó bị dính lại á, thì mình biết là cũng là tới cái lúc mình cần nhúng vào trong alcohol. Mà nếu được nhúng với alcohol thường xuyên thì cái cọ của mình nó không có bị rít, cho nên càng tốt, không sao. Alcohol rẻ nữa cho nên mọi người cũng không cần tiết kiệm. Cái này nó là gel, so em nhắc lại lần nữa, nó là gel, nó là between gel và bột, cho nên là trong đó nó cũng đã có chất gel. Nếu như mà cái cọ của mình xài hoặc là cái hũ gel của mình, có một cái này mà em thích cái súp hơn cái hũ là vậy nè. Thợ tiệm em á, có một số chị mở cái nắp hũ ra, để cái nắp hũ dít mấy cái cục gel ra, xong cái để cái nắp hũ trước mặt cái đèn, hay là để hơi xéo xéo mà ngang cái mặt cái đèn đó mấy anh chị, cái nó bị khô, nó khô nguyên hũ treo luôn, trên mặt á nó khô nguyên cái lớp mặt luôn, mà khi đó mà mình lấy lớp mặt ra là nó sẽ bị đóng cục cục sần sần, nó không có còn cái treo, nó bị giống như là pha treo treo cứng, với treo mà nó đã bị cứng rồi với cái treo mà còn chưa đó, thì nó rất khó để mình làm bỏ nguyên cái hũ luôn. Cho nên là sau đó em không có thích hũ, mà là trong cái thúp này xong á thì mình đậy lại liền, nó sẽ đỡ hư cái treo của mình hơn. Rồi em chỉnh cái xếp này lại cho nó gọn tí, cái này bắt đầu cho hơi đèn ha. Rồi kìa, sau khi xong á là mình sẽ rửa cây cọ liền. Mình cần cái hũ vẫn là hũ alcohol, mình chùi cọ xuống khăn giấy cho nó sạch cây cọ, tránh để cây cọ trước đèn giúp em, hoặc là để hũ treo, cái thức treo của mình trước đèn để không thôi nó bị khô lại hết à. Hello chị Trang, khỏe không chị? Nó không sao chị Ngọc, tại vì khi nó tràn mình đẩy qua rồi mình vuốt bằng cái cọ nó hết à, nó không có như là bột mà nó bị cứng luôn. Mình xóc ốp ra bình thường chị Thanh Thủy. Lizzie, it's called hybrid gel. So it's between acrylic and gel. Alcohol 100% thì càng tốt chị. Cái này khoảng 2-3 tuần thì khách của họ cũng quay lại để họ feel y chang như như bột vậy đó. Đắp xong mình phải hơ đèn để nó khô chứ. Nếu mà mình hổng hơ đèn thì nó sao mất khô. Dạ Bảo Tâm, mình lên trên nailshop.com á Bảo Tâm. Cái này em xài, thì em xài là thay thức thường xuyên luôn, tại vì cái thì mà em thì không có bột là 100% là natural nails and gọi là natural salon. So mình không có xài bột, mình chỉ là hybrid gel and manicure dipping powder. Cho nên là cái này em thay thường xuyên, xài rất là nhiều. Mình mua thêm cái đồ mà mấy anh chị biết mà, cái đồ mà kem đánh răng mà mình để kẹp vào cái đít kem đánh răng, mình đẩy lên để cho kem nó chạy lên đó, thì mấy anh chị mới có thể mua cái đó để đẩy cái treo nó đi lên cũng được. Cái đó là cái gì? Toothpick dispenser hay cái gì đó. Rồi sau khi xong thì mình sẽ chùi alcohol lại ha. Nước rửa tiếng Việt là gì? Cái nước rửa nào chị? Mình xài alcohol thôi. Alcohol có tiếng Việt hả? Cái alcohol tiếng Việt hình như nó cũng gọi là alcohol thì phải. Không phải em giả điên không biết tiếng Việt đâu nhé, mà nhiều khi không có nhớ nó là cái gì luôn á. Đi học dở môn quá lắm cho nên nhiều khi không nhớ thôi. Hello chị Oanh, em khỏe. Rồi sau khi xong đó thì mình dũa y chang như dũa bột. Tại vì khi em cho hơi đèn em sẽ cho hơi 60 giây, dũa nó cũng sẽ cứng y chang như dũa bột vậy đó. Mà khách hàng họ sẽ feel nhẹ lắm. Ok girl, I have a question. How do you feel it's different between this one and acrylic? They're lighter. Lighter? Yeah. And quicker? Yeah. Yeah, I can't even like feel them.
And there's no smell. No smell. Yeah, that's what I like. Mm-hmm. Sometimes I feel tired to work with monomers sometimes. Mm-hmm. Mình sẽ dũa xếp y chang như là mình làm bột chứ không có khác gì bột hết á. Nó cứng như bột vậy đó. Cho nên là khi mà mình dũa đó, mình cũng phải đi xung quanh cuticle, mình phải dũa cuticle bảo đảm cho nó sạch, giống như mình làm bột để nó không bị lip. Tại vì cái này và bột hay là dipping nó giống nhau ở chỗ là cái nào mà mình làm cuticle không sạch thì cái đó nó sẽ bị lip thôi. Xong rồi để em lấy cái đèn ra ha. That's a common and who would do that would chill in front of the dryer is will dry. Yeah, chị Kha thì Trần nghe thì nó like weird, nhưng mà nhiều khi người ta làm người ta cũng không có, người ta cũng không có để ý chị ơi. Người ta cũng sơ ý thôi chứ cũng không phải là cố ý. Nhưng mà sometimes lại giống như cái cây này, nhiều khi mình chòm qua mình làm gì khách á mà mình chưa có rửa nó thì trên này nó sẽ có treo cái để xuống như nè. Nó nằm không phải để in front of cái đèn mà nhiều khi hơi xéo xéo bên ngoài, nó cũng đi ra, nó cũng làm khô cái cây ấy của mình. Lúc đó người ta nói sorry, giờ mình làm gì giờ? Tại vì mình biết thợ người ta cũng đâu có cố tình đâu. Cái treo này mình chưa có ở Việt Nam chị. Rồi tới lúc mình dũa thì mình cũng sẽ dũa y chang như mình dũa bột ha. Cái này em xài đồ dũa tương đối là lục. Đẩy cái đi cồ lại dũa cái đi cồ cho sạch. Mặt móng á, cái treo này mình xài, mình làm á, thì cái mặt móng nó mịn hơn là bột, là tại vì nó không có khô. Trừ khi nào mà mình hơ đèn thì mình đã vuốt cho nó mướt trước khi mình hơ đèn rồi, cho nên là nó sẽ không có bị khô. Và cái cuticle của cái treo này thì nó sẽ dễ cho mình làm nó đẹp hơn là bột. Thì nó không khô, cho nên là khi mà mình dùng cọ mình đè nó xuống, nó sẽ nằm sát xuống luôn. Đẩy lại. Cái này bây giờ là bên nail job mình có một clear, đó là cái màu chính của mình để cho mình xài. Tại vì thực sự nếu mà mình làm màu, khách họ làm màu á, mỗi lần tới thì mình cũng dũa xuống nhiều quá thì đôi khi người ta cũng không có muốn. Cho nên là em cũng cho khách cái tiệm em thì em lại làm clear nhiều and ombre nhiều. Em cho khách cái option làm gel ở trên để khi mà họ muốn đổi màu á thì cũng dễ cho người ta. Tại vì khách mà mỗi lần tới, một số khách họ không muốn làm deep cho nên là họ mới làm cái gel này. Tại vì 9 người 10 ý phải không? Nhiều khách nói là làm deep mỗi lần làm phải soak off này kia cho nên là không khoái, không thích gì đó. Thì không thích thì em chuyển qua cái này. Cũng cho lựa chọn, không có này. Giống như là đi bước vào shop mình là không lấy cái này cũng phải lấy cái kia cho được. Rồi. Sau khi xong thì mấy anh chị thấy là cái mặt của em, để gần lại cho coi nè. Cái mặt móng của mình nó đã mướt vậy rồi nè. Nó mướt mà nó gần bóng luôn á. They love this better than this. Thank you chị Kathy. Cái này mà ai mà mình làm, tại vì nó là một cái dịch vụ mới, thì ở trong tiệm em cái menu là em để sẵn luôn là hybrid gel. So cái từ hybrid đối với mình có thể là nó hơi mới, tại vì hồi xưa giờ mình chưa có nghe cái sản phẩm nào là hybrid. Nhưng mà đối với những khách Mỹ á, thì giống như cô này nè, hồi nãy cô hỏi em là what is this? It's so nice. Tại vì em làm cái tay của Xi mà em cũng surprise, thì em không có nói cho Xi nó là cái gì. Thì Xi hỏi Xi nó là this is not acrylic, right? Tại vì đeo móng nhiều thì người ta acrylic cũng như thế nào thì người ta cũng biết rồi. Còn gel á, thì Xi có hỏi em is a gel, thì em mới nói là no, it's not gel. It's not gel polish, it's hybrid gel. Thì Xi mới lại oh yeah, it's hybrid. Nó là chính giữa của bột and gel, cho nên là mình thấy nó cứng, nó chắc và nó rất là nhẹ như là gel. Rồi sau khi xong dũa buffer xong, thank you chị Kathy. Em mới bên mình mới vừa có set 2-in-1 của
Nói chung là mấy hôm nay em cũng busy về mấy cái product. Mình vừa có cái 3-in-1 của Gel Polish and Deepen á. Thì tụi em cũng finish cái này cho xong sớm để cho mấy anh chị có. Tại nhiều anh chị hỏi là khi nào nail job có 3-in-1. Thì cũng đợi mấy tháng rồi, giờ mới vừa có. Rồi, sau khi xong thì mình có thể chùi alcohol lại, hoặc là cho khách đi rửa tay. Rồi sau đó bắt đầu mình sẽ làm design trực tiếp lên luôn. Thì mấy anh chị thấy là cái cách mình làm nó rất là nhanh, nó không có bị lâu. Đây là cái mood gen của mình nè. Dạ đúng rồi, Mỹ trắng á. Mỹ trắng nhiều khu, mình sẽ nói trong khu, một số khu họ rất là khó chịu luôn. Cái gì mà phải natural thích vậy á, họ thích cái, nhiều khi họ thích cái phong cách natural luôn. Như tới bây giờ mà nhiều tiệm vẫn còn bưng cái thau nước, ngồi cái ghế mà giống như ghế sofa ngồi ở nhà đó, vậy mà khách họ lại khoái lắm. Rồi, em sẽ xài cái số 25 của mút gel ha. Cái ngón này, ngón cái. Sau khi mà làm gel xong thì mình có thể mình design gel polish trực tiếp lên, hoặc là mình sơn gel polish trực tiếp lên. Và cái lúc này á, thì mình có thể sơn không có cần phải có base nhé. Tại vì nó là gel, nó bám lên gel, cho nên là mình không cần base. Em tính 45 đồng cho bộ Hybrid Clear. And nếu như mà khách họ muốn gel lên á, thì em sẽ tính thêm tiền gel nữa là 15 đồng để lấy cái giá service của mình. Tại vì tương đối nó là mới trong vùng, ít tiệm nào có, chỉ có tiệm mình có và mình làm nó hơi đặc biệt hơn á, thì em lấy cái giá tương đối là cao hơn. Nhưng mà nếu mà họ xài, họ thấy được cái benefit của nó là khi mình làm mình cũng phải gentle cho cái móng người ta, không có làm mạnh quá, cũng đừng có lấy dũa nhiều quá thì làm hư móng á, thì họ cũng biết là nó like natural, nó tốt hơn cho móng tự nhiên của họ, thì họ sẽ thích mà lại được cái option fill, thay đổi màu nó dễ nữa. Cái mút gen gel này sơn đã lắm mấy anh chị. Cái tay của cô này nóng cho nên là mấy anh chị thấy là nó nhạy tới mức mà em chỉ cần để lên sơn thôi, cây cọ là còn màu cam đúng không, là tại vì trong chai nó lạnh. Còn để lên cái móng của cổ nóng á, tại nãy giờ mình hơ đèn á, nóng một cái là nó đổi màu liền luôn nè. Chưa chân là mess up rồi. Mấy anh chị thấy nó nhạy không? Chưa chân nó đã mút ra đẹp chưa? Ok, dạ đúng rồi chị. If the gel gets so thick, what do you recommend to do? Just file it down chị, dũa mỏng xuống thôi. Gel này một bộ bao nhiêu hả? Em nhớ là một chai của nó là around 7 đồng. Em không nhớ chính xác. Chị có thể search my mood trên nailjob.com để cái tên của nó nè. Như 7 đồng mà một bộ của nó thì 52 màu thì phải, thì mình được 10% off nữa. Dạ chưa, bởi vì em mới nói nhiều anh chị mấy anh chị Việt Nam cứ hỏi mua đồ bên em hoài mà tụi em vẫn chưa xong cái website để bán hàng bên Việt Nam, nên nhiều khi ngại quá trời. Ok, take it out kìa. Cái này là sau khi mình hơ đèn xong ra nó nóng á, thì nó sẽ là màu sữa, nó trắng, nó trắng trắng mà trắng sữa, cho nên là khách người ta nhìn người ta thích cái màu này đó. Có
có anh chị nào có set mood chair này trong tiệm chưa? Tại em biết là khách ở trên này mỗi lần mà em làm live để support khách hàng mấy cái cách làm á thì khách bên mình nhiều lắm. Mấy anh chị xài sản phẩm nào mà thích hoặc là không thích thì mấy anh chị cho tụi em xin review trên website với. Có nhiều anh chị dễ thương lắm, ngại không dứt review trên website mà ngày đầu everyday luôn nha, nhắn tin em: trời ơi Ngân ơi, chị mê cái 4Deep Essential của em quá, xài nó không cứng cọ mà nó bóng như là sơn treo, xài nó dễ, nó không hề cứng cọ. Mà ngày nào cũng nhắn tin cho em, chụp hình gửi cho em mà kêu lại cho review thì lại ngại, thôi chị không nói đâu, mất công người ta biết chị. Đến nhiều chị dễ thương. Rồi sau đó thì mình sẽ cho hơi đèn ha. Đó mấy anh chị thấy cái quạt nó hơi lạnh lạnh là nó đổi liền vậy nè. Ok, how to do the feel á chị Sandy, thì mình làm y chang như là mình feel bột ha. Khi khách tới thì mình sẽ dũa treo ra, tuần sau em sẽ kêu cô này tới đi em làm feel, mình sẽ dũa cái treo ra, rồi sau đó mình dũa đẩy cái cuticle người ta lại, dũa sần cái cuticle. Và sau đó mình sẽ sơn cái lớp base. Mình phải sơn lớp base này thì nó mới giữ nha. Nếu mà ai bỏ lớp base này thì nó sẽ bị chóc á. Mình sẽ phải sơn lớp base này nguyên móng luôn. Sau đó thì mình sẽ lấy một tí xíu cái hybrid gel thôi, đủ để mình fill cái phần mọc ra đó. Giống như là mình làm bột nó mọc ra bao nhiêu thì mình lại sơn fill vào bấy nhiêu thôi. Rồi sau đó thì mình cứ đắp vào cái phần mọc ra và vuốt cho nó mướt với cái phần gel cũ. Rồi cho hơi đèn và mình dũa buffer and sơn gel lên tiếp tục thôi. Mình không có phải làm nhiều quá. Thì nói lý thuyết thì có thể nhiều khi mấy anh chị còn hơi bị confused, cho nên là em sẽ kêu cô khách này tới luôn để mà em làm cái feel để cho mấy anh chị coi trực tiếp cho dễ hiểu. Với lại em cũng muốn giữ lại mấy cái video mà mình làm á, để cho mọi người ai mà mới làm hoặc là giống như em thì một cái loại này thì em không có làm every week, 2-3 tuần thì mới quay lại này một lần, hoặc là tháng mới quay lại một lần, cho nên là mình cũng sẽ giữ trong website của mình. Nhiều khi mấy anh chị muốn sản phẩm nào, cách làm sao thì cứ vào trong website ngay cái sản phẩm á, mình bấm vào ngay sản phẩm thì nó sẽ có cách làm, thì như vậy nó dễ hơn cho anh chị. Rồi ở đây em sẽ bắt đầu em gắn design ha. Trong này nó có mấy cái charm đủ kiểu hết. Đây nè, 25 kiểu trong set mà một màu thôi, silver. Sau nó có silver, nó có gold và nó có mix nữa. Rồi sau đó em sẽ cần cái cây gắn hột xoàn để bắt đầu mình gắn. Yeah, cái này mà mình cái hybrid gel mà mấy anh chị làm quen rồi á, móng ngắn, tại vì những cái móng mà dài giống vậy nè là để mình làm design với lại khách trẻ thôi. Nhưng mà khách đa phần của mình trong tiệm là mấy khách mà móng ngắn và móng medium thì họ sẽ nhiều lắm. Thì những cái khách ngắn và medium mấy anh chị làm nhanh lắm. Em nói thiệt là kiếm người để kiếm khách, kiếm model để cho em làm móng ngắn cho mấy anh chị coi, nó khó thế nào mà nhiều khi em năn nỉ người ta làm ngắn đi để cho em làm cho mấy anh chị coi mà nó còn không chịu, nó đeo móng dài quen rồi, năn nỉ làm ngắn cũng không chịu. Cái em đang xài đây là cái glue gel nè. So glue gel để mà mình gắn hột xoàn là lúc nào em cũng gắn bằng glue gel hết á, tại vì nó dính chắc lắm. Mình gắn glue gel quen á, mấy anh chị gắn đi 2 tuần 3 tuần khách quay lại không có vấn đề, nhưng mà mình phải quen cái cách gắn. Giống như là ở đây đi, cái chỗ nào mà có gel thì chỗ đó em mới để hột xoàn, còn không á, nếu mà gel nó không đủ đi nữa thì mình cũng sẽ phải để gel thêm mình mới để hột xoàn. Đừng có thấy ok nó có tí xíu treo rồi chắc nó giữ được không sao đâu, thì nó sẽ rất là dễ để bị chóc. Ok. Rồi. Cái đó là cái nền của mình để mà mình gắn hộp xoàn ha. Dạ không có chi. Dạ tháo hả chị Jen Bùi? À, khách
khách quay lại mình feel, mình feel cho tới lúc nào mà mình cảm thấy ok nó cũ rồi, nó lift rồi, như bột á, thấy nó cũ rồi thì mình mới bắt đầu mình tháo ra cho khách. Thì mình có thể mình cắt ngắn, đối với móng móng dài mình cắt ngắn xuống, mình dũa mỏng xuống y chang như dip vậy đó, và mình cho sốc ốp nó ra y chang treo. Không có khác với treo nhiều cho nên tương đối là dễ để cho mình tháo chứ không có khó, nó ra nhanh lắm. Em thấy nó chóc còn nhanh hơn dip nữa, tại nó ra là nguyên miếng á. Ok. Rồi ở đây á, em xài tới 2-3 set hột xoàn luôn. Tại vì cái kiểu thì mỗi kiểu nó có trong cái set khác nhau, cho nên là mỗi kiểu thì em xài Rồi. Rồi hai bên cái mình đi hai cái vòng tròn, thì cái vòng tròn này nó cũng có lớn nhỏ nữa, cho nên là mình cứ lấy theo cái size nào mà mình muốn. Lấy bao nhiêu một bộ hả? Em nhớ là cái store up của mình là 45 đồng, và mình add thêm treo vào là ra cả 60 á. Rồi vậy là xong cái charm của mình ha. Nó chỉ còn hai cái hộp hộp bằng hình tròn mà bằng kim loại lớn nhỏ, thì mình sẽ lấy bỏ ra cái nắp luôn. Em thích nó có nhiều kiểu vậy nè, mình cứ pick cái này cái kia nó dễ. Qua bên em nó gắn hộp xoàn á mà nó còn đủ kiểu, nó còn đủ màu hết á. Mình gắn kèm với hạt pearl, thì hạt những cái hạt bự bên trong này nè, hai cái hạt lớn này là hạt high quality của Nail Job, còn hai cái hạt hai bên này là của Swarovski. Nhưng mà anh chị thấy nó cũng đâu có khác nhau nhiều đúng không, nó cũng lệch nhau tí xíu à. Nhưng mà mình xài những cái hạt thường mà chất lượng cao á, trong tiệm thì em lại thấy mình làm được tiền nhiều hơn là hạt mắc tiền. Tại hạt mắc tiền ít khách họ chịu chi, mà mình phải trả nhiều quá, mà lại ít khách họ chịu trả lấy 20-30-40 cho hai ngón. Lấy ít quá thì mình làm chủ, lấy ít quá nó lỗ chết. Trả tiền công cho thợ xong là coi như hết tiền hộp là thua rồi. Em cũng có là hộp Swarovski, hộp thường cho khách chọn. Ai muốn chọn loại nào chọn loại đó. Một số khách họ thích sang á, thì họ lại xài hộp Swarovski, họ không thích hộp thường. Còn số khách mà họ design thường xuyên mà trẻ trẻ mà không có tiền nhiều á, mà lần nào mình cũng xài Swarovski 100% mà chi không nổi thì đôi khi trả xong cái không tới tiệm nữa. Em xài hộp lớn nhỏ chen nhau nhau ha. Thì ở đây mình có cái mâm, trong cái mâm này mình có đủ size hết á. Mỗi một cái set hộp vậy thì nó có đủ size lớn nhỏ hình tròn á. Kiểu thì mình đã không tính rồi. Lớn nhỏ thì mình có đủ size, cho nên là khi mình gắn vào nó cũng dễ. Cứ pick để lên vậy thôi. Mấy tuần nay chắc tiệm hơi busy, hơi vắng nha mấy anh chị. Chỉ có cuối tuần là hy vọng là busy thôi. Con cái đi học lại khiến người ta lo shopping cho con cái không, chi tiền nhiều quá quên luôn vụ làm nail. Rồi mấy anh chị thấy dễ thương không nè. Cái bộ nào chị, cái bộ charm silver này hả? Em nhớ có 30 mấy đồng, mà 30-40 đồng gì đó. Nhớ không có chính xác cho nên là nhiều khi em nói em nói xong em cũng sợ bị la nữa. Nên mấy anh chị coi, mấy anh chị em gửi chút, em gửi cái link đi. Dạo này đầu óc em nó đâu trên trời hay sao, đi lên chởn rồi. Người ở đây mà đầu óc về chởn rồi hay sao. Cho nên là em cũng nhớ lộn hoài à, mấy anh chị thông cảm. Nhiều khi nói trời ơi, trên live Ngân nói có nhiêu đó mà sao lên website bán mắc hơn. Tưởng đâu chặt chém, nhưng mà không phải, Ngân nhớ lộn.
Nhưng mà trên live mà nhiều khi không trả lời thì nhiều chị nói em á là không mua hàng của Nail Shop lần nào cho nên không trả lời hay sao. Cho nên ta nói nhiều nỗi khổ cũng khó nói thành lời. Em chọc chơi tí xíu thôi nhé. Rồi mình sẽ gắn hộp xoàn để mà chen vào nhau nhìn cho nó là lạ ha. Rồi cái này nè, em cho coi. Push it back. Cái hộp này là đủ màu hết của Swarovski. Cái này thì tới 300 mấy hộp, một hộp lần. Nhưng mà hộp màu á thì em lại chịu xài tiền cho Swarovski. Tại hộp thường em thấy nó không có đủ sáng, không có đủ đẹp. Thử rất là nhiều để mà tìm kiếm nhiều lắm để kiếm hộp thường mà chất lượng tốt mà thực sự là chưa có. Mà hộp màu mà nó cheap quá thì nhìn nó xấu. Cho nên hộp màu nhiều khi mình xài chỉ có mấy hộp thôi à. Thì em chịu khó em chi luôn hộp Swarovski luôn. Nhìn cho nó đỡ hơn. Rồi sau đó mình sẽ chen mấy cái hộp high quality vào. Thì nó cũng even cái nó cân bằng cái tiền lại cho mình. Nó không có bị phải chi tiền nhiều quá. Nhưng mà nhìn cũng không có chênh lệch nhiều mấy anh chị thấy không? Cũng sáng trưng y vậy, even là hộp thường. Nó nhạy tới mức vậy nè, cái tay em ấm lắm, em ịnh vào cái em dở lên nó trắng liền luôn nè. Cái treo này nó nhạy vậy luôn. Rồi, tự nhiên em nói xong cái em tắt nín thinh luôn. Giống như là tắt cái đài luôn nha. Khi mà gắn treo á, thì chỗ nào mình có hộp xoàn thì mình để treo chỗ đó cho nó đầy đủ rồi mình gắn nha. Ok. Đồ mọi người thấy dễ thương không nè. Chỗ này nó thiếu một tí xíu cái hộp nhỏ chỗ cái góc dưới này. Để cho nó cái hình nó ra như hình cái nơ đó. Dạ đúng rồi. Mấy anh chị mà theo em coi like của em mọi người hay nói là mỗi lần coi ngân là mỗi lần tốn tiền. Ok, sau đó mình sẽ xài cái top gel của Hybrid Gel luôn ha. Thì trong cái set hybrid đó nó sẽ có một chai bên, chai top, một cây cọ để đắp hybrid, một cây pusher để đẩy cái cuticle, cái đá đó mấy anh chị. Một cái này cái tube hybrid thì nó có set 2 tube này hoặc là 4 tube này để cho mấy anh chị xài. Rồi sau đó em sẽ đi luôn cái top của hybrid gel vào. Thì chỗ nào có hộp xoàn thì mình sẽ không có cover cái top lên, còn chỗ nào không có hộp xoàn thì mình sẽ đi cái top và nhớ là đi xung quanh nè, vuốt xung quanh cái hộp giùm em luôn để cho nó có thêm một cái lớp treo nữa xung quanh cái hộp, nó giữ cho cái hộp bám chắc hơn nhé. Chỗ nào không có hộp thì mình cứ đi thoải mái. Rồi mấy chỗ này có hộp này em sẽ đi xung quanh thôi. Và đi sát vào cái hộp để cho nó có thêm một lớp treo nó bảo vệ xung quanh cái hộp, nó giữ được lâu. Và bên này cũng vậy. Rồi, sau đó thì mình sẽ cho hơi đèn. Ok, move them back. Put in the lane.
Rồi cái này mình lấy ra tới khi mà mình xài mà dư á, thì mình cứ đổ vào đây đậy nắp lại, nó cũng gọn để cho mình đậy nữa. Đó. Dễ thương không anh chị? Bởi vì nói Ngân có nhiêu tiền là để dành mua hộp xoàn hết à. Đó, lúc nào nó cũng giữ ombre giống như vậy nè. Tay người ta làm thì nó đổi nguyên móng luôn, cho nên khách người ta thích lắm. Nè, cái hột thường của mình thôi này mấy anh chị, hột high quality mà nó sáng nè. Thank you chị Mai. Không có top, không biết dùng gì. Chị Kimmy, chị dùng top gel bình thường cũng được chị. Nếu mà không có cái top hybrid thì dùng top gel bình thường cũng được. Thật sự nếu mà nói đúng thì nó là phải dùng top của hãng. Nhưng mà em thì thấy dùng nào cũng được, cho nên nói thôi dùng nào cũng được không sao. Hybrid thì đi chung với nó thì nó bóng hơn, tại vì nó đi chung nguyên cái bộ của nó. Nhưng mà không có nó thì mình dùng cái khác cũng không sao, không có bị vấn đề gì hết. Rồi bây giờ em cho mấy anh chị coi complete set của mình nó hoàn thành ha. Em lấy cái lông vũ lên nhìn cho nó đẹp. Sao mình thấy bột trắng hồng không đều, cái này đâu phải bột đâu chị, cái này em không có đắp bột, cái này là gel. Cái này là gel đổi màu, lạnh thì nó đổi sang màu này, còn hồng nóng thì nó giữ màu này, nó không phải bột nhé. Nó là gel. Cái tay này của người ta mới xong cho nên nó còn nguyên cái bàn màu hồng luôn. Một chút xíu nữa thì nó sẽ đổi cho nó đều lại với nhau. Chứ đắp bột trắng hồng mà đắp kiểu này, đắp kiểu mà có đắp kiểu giống về là nãy giờ em bị mấy anh chị đuổi xuống lâu rồi, đâu cho ngồi trên này nữa phải không. Hello chị Xuân. Is there a way you can ask the company to make the tube in metal like toothpaste, spare the to squeeze out? Chị mua cái đồ mà để squeeze cái toothpick out á, nó có cái đồ nó mấy đồng mà. Chị mua và chị kẹp vô chị đẩy ra nó y hệt vậy luôn. Để em coi em kiếm cái đó em đưa qua cho. Nó có cái loại đó cho mình luôn, thì mình cũng nhẹ tay hơn, mình không có cần phải làm nhiều quá. Đó, nó đổi đây, nó đang đổi từ từ nè mấy anh chị thấy không? Khi mà nó lạnh thì nó sẽ đổi màu ra thành ombre giống vậy. Khi nó nóng thì nó sẽ thành màu hồng lợt giống vậy. Và nếu nó lạnh luôn á thì nó sẽ là màu cam vậy hết. Rồi, thank you mọi người đã dành thời gian theo dõi nha. Thì hy vọng là cái video hybrid gel tối nay của em thì cũng chia sẻ cách làm được cho anh chị nào mà đang có cái hybrid gel trong tiệm mà chưa biết cách xài, hoặc là chưa có mà muốn đem cái gel không mùi vào trong tiệm mình để mà replace bớt cho acrylic á, thì mình cũng có thể mình thử qua cái này. Và em sẽ làm nhiều video hơn để mà giúp cho mấy anh chị biết cái cách làm, hoặc là biết tới cái này nhiều hơn. Mình quảng bá cho khách, nếu mà bây giờ người ta chưa có xài nhiều mà mình bỏ cái dịch vụ này lên tiệm của mình gọi là hybrid gels, thì mình tính tiền khách có thể là cao hơn hoặc là được giá hơn. Thank you mọi người và good night.